Nguyên bếp lau dọn dẹp mộ. Bốn cái đèn đây là hai chị Đồng Nai này, Phương lau nha. Chị với Phương lau cũng đây. Chị lau mộ. Chị có hai da mình đánh bông đem lên. Chiều xin nhau dọn dẹp. Bên kia. Gỡ mày mày trong nhìn mày. Kiểm tra ha, kiểm tra coi còn sạch không ha. Tất cả anh em cũng chuẩn bị dọn dẹp lau mộ cho cậu rồi về nha cô chú anh chị. Chị lấy cái nhà bếp gì ra chị? Đây. Mới vừa đem nhà bếp lại đó miếng can la rồi. Cái nhà bếp vô qua đây nè, đó, vô qua đây nè.